Minh được Tử Vi mến chào các bạn, chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm Tân Sửu ngày này là ngày Bính Thân tháng Canh Tý năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sơn hạ hỏa, ngày bính thân tức can khắc chi, nghĩa là hỏa khắc với kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sơn hạ hỏa, kỵ tuổi, canh dần, nhâm dần, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọa thuộc hành kim không sợ hỏa ngày thân lục hợp với tỵ tam hợp với tý và thìn thành thủy cục xung với dần hình dần hình hợi hại hợi phá tỵ và tuyệt mão Về tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi giáp dần nhâm dần nhâm thân tuổi xung trong tháng tuổi nhâm ngọ bính ngọ giáp thân giáp dần Về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao thiên phúc tốt mọi việc sao nguyệt không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa đặt giường sao tam hợp tốt mọi việc sao mẫu thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao đại hồng sa tốt mọi việc sao hoàng ân tốt mọi việc sao thanh long hoàng đạo tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao cửu không kỵ về xuất hành cầu tài lộc khai trương sau cô thần, sáu đối với cưới hỏi sau thổ cẩm kỳ về xây dựng nhà cửa an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng chính đông sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021 mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân tí Thìn phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn Thủ Tý cải thiện được năng suất làm việc trong ngày hôm nay với những khó khăn không hề làm cho bạn chùn bước mà ngược lại càng khó khăn lại càng khiến cho bạn có được sự hang hái và quyết tâm hơn trong công việc và với bạn Thủ Tý bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào thời gian tới bởi bạn đang nhận được sự đánh giá tích cực từ phía cấp trên dù công việc có bận rộn cũng hãy cố gắng bởi bạn đã bỏ ra bao nhiêu công lao thì sẽ được nhận bấy nhiêu thành tích nhé. Trong cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tí ngày thứ ba này, bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy với bạn đang có được một gia đình rất hòa thuận, bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau và cùng nhau thảo luận mọi vấn đề trong cuộc sống nhờ vào tình yêu mà hai người có thể vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống nữa nhé vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đưa ra được những quyết định sáng suốt không ngại ngần đối diện với những khó khăn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ vợ chồng đồng sức đồng lòng giải quyết được những khó khăn tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có nhiều hy vọng trong tương lai và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 58 số 96 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi Hợi tuổi Sửu Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được tình hình tài chính ổn định trong ngày hôm nay. Cho dù công việc hiện tại của bạn có mức lương cao hay là thấp thì chỉ cần bạn chi tiêu hợp lý, chú ý tiết kiệm sẽ không sợ không có của ăn của để nhé. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, một số người làm công ăn lương hoặc là kinh doanh, buôn bán cũng có thể sẽ nhận được một khoản tiền kha khá xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Với bạn tuổi Sửu có thể dùng khoản tiền này để tiến hành đầu tư giúp cho lãi mẹ địa lại con nhé. May mắn hơn nữa là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có ngũ hành thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân dễ dàng tạo dựng được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái. Và với bạn tuổi Sửu hãy tự tin thể hiện bản tính cá nhân của mình rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn và người bạn chờ đợi bạn suốt bấy lâu cũng sẽ xuất hiện mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tình hình tài chính được ổn định, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, nhận được tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa nên dùng tiền để đầu tư, để lại mẹ, để lại con. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên dễ dàng hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc dễ gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Về đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 37, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ phải trải qua một ngày làm việc vất vả một mình mà thôi cho dù xung quanh bạn không có ai chủ động giúp đỡ bạn đi chăng nữa thì với bạn tuổi dần bạn cũng chớ có nhụt chí hay là than thân trách phận bạn cần phải tự nhắc nhở bản thân mình rằng đây là thử thách nếu như muốn phát triển cao hơn nữa và để tăng hiệu quả công việc làm của mình á, với bà tuổi dần trong ngày này, một khi bắt tay vào công việc gì, bạn mệnh không nên sao nhã hoặc là làm nhanh cho chóng xong việc. Vì như vậy, bạn dễ dàng mắc phải những sai sót và tốn nhiều thời gian hơn để khắc phục hậu quả nữa đó nhé. Xem tử vi cùng cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm Tân Sửu theo hải thượng lạn ông nhân thần ở ngón chân. Vì vậy với bà tuổi dần nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Và ngày này với bà tuổi dần, nếu như có công việc cần phải đi xa, thì bạn mạnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần, hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều thuận lợi hơn nhé vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy làm việc vất vả mà không được ai giúp đỡ tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên có những suy nghĩ bi quan tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên sao nhã khi giải quyết công việc tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim chú ý quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 47, số 63, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi mão đang có điểm báo dễ vướng vào những chuyện tranh chấp thị phi với đồng nghiệp trong ngày hôm nay và những lúc như vậy với bạn tuổi mão chớ nên hành sự nóng nảy bốc đồng tránh đổ thêm dầu vào lửa khiến cho chuyện bé xé ra to mọi vấn đề lại càng thêm khó giải quyết ra nhé và với bà tuổi mão trong ngày này, một số người đang quá tự tin vào khả năng của mình, cho nên thành ra quá kiêu ngạo, không muốn hợp tác với ai, tự làm mọi việc theo ý của mình. Với bà tuổi Mạo cũng nên biết rằng, việc tiếp thu ý kiến là rất quan trọng, mình không phải là người vạn năng, điều gì cũng biết đâu bạn tuổi mão nhé. Ngày này, với bà tuổi mão lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cái điều này cũng cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng không được như ý muốn mối quan hệ giữa bạn và người nhà không được in bình cho lắm có lẽ đôi bên cần phải dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với nhau hơn còn nếu như cứ tiếp tục ai làm việc nấy như bây giờ thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách nhé về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy dễ vướng phải tranh chấp thị phi với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa không nên hành sự nóng nảy đổ thêm dầu vào lửa tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ chớ nên kiêu ngạo quê thường người khác tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc không hòa hợp với người thân trong gia đình tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nửa kia về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 81, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi dần, tuổi mùi. Từ với tuổi thìn, thứ ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021, xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay khi bắt tay vào việc gì đó sẽ được thuận lợi hơn rất nhiều chỉ cần bạn luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những thành quả rất khả quan khiến cho mọi người tin tưởng và cấp trên đề bạt nữa Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi thìn, bạn cũng cần phải cởi mở hơn trong cách giao tiếp với mọi người. Và dường như bạn không muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với bất cứ ai, bạn cũng cần phải thoải mái hơn khi trao đổi ý kiến với những người xung quanh. Bởi như vậy cũng là cách hữu hiệu giúp cho bạn nhận ra những thiếu suất của bản thân mình để khắc phục bản tuổi thìn nhé. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm Tân Sửu với bà tuổi Thìn đang có được sự tác động của nhiều sao tốt như là sao thiên đức hợp, sao thiên hỷ, sao nguyệt không, sao tam hợp, sao mậu thương, sao đại hoàng sa, sao hoàng ân, sao thanh long hoàng đạo. Và hôm nay cũng là ngày tốt, vì vậy với bà tuổi thìn có thể thực hiện những công việc quan trọng như thể là khai trương, xuất hành, giá thú, cưới hỏi hay là cất nhà, tránh những công việc như là kiện tụng hay là tranh chấp với bạn tuổi thìn nên sắp xếp lựa chọn công việc để thực hiện sao cho phù hợp để gặp nhiều may mắn và ngày hôm nay nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì nên lựa chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây nam và tài thần hướng chính đông để tăng thêm sự may mắn cho mình nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa công việc tiến triển được thuận lợi tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ chú ý vào nhiệm vụ được phân công tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nên cởi mở hơn khi trao đổi ý kiến với mọi người. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, chú ý cách đối nhân xử thế. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, nên thực hiện các công việc như là xuất hành, khai trương để gặp nhiều may mắn. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 36, số 75, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay gặp được nhiều sự may mắn với bạn tuổi tỵ nhờ có được sự thông minh nhanh trí cho nên sẽ nhanh chóng nắm bắt được vấn đề mà cấp trên giao phó đồng thời với bạn cũng là người khiêm tốn chịu khó tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh nữa nhé và trong cuộc sống có thể với bạn tuổi tỵ là một người rất hăng hái giúp đỡ người khác Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý quan sát để nhận ra ai mới là người xứng đáng để cho mình dành tình cảm. Đồng thời, một khi đã quyết định giúp đỡ ai đó thì hãy cứ vô tư, đừng có sô so đo tính toán thiệt hơn nhé. Tuy nhiên, với bà tuổi tỵ trong ngày này lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không mấy êm ấm với những quan điểm bất đồng liên tiếp xuất hiện sẽ khiến cho vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh xảy ra. Và những lúc như thế này, điều cần thiết nhất là hai người cần phải bình tĩnh, ngồi lại và trò chuyện với nhau nhé. Vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa đầu óc thông minh xử lý công việc được tốt tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc công lao không được người khác ghi nhận tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim không nên xô đo tính toán quá nhiều tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy cần phải thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia của mình về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 49, số 73, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Từ vi tuổi Ngọ, thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tứ ngọ đang gặp ngày có họa khắc với kim cái điều này cho thấy có vẻ như với bạn tứ ngọ trong ngày hôm nay đang dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình cho nên lạnh nhạt với gia đình với người thân của mình và bạn tử ngọa cần phải biết rằng dù tiền bạc có quan trọng đến mấy đi chăng nữa nhưng tình thân mới là điều quý giá nhất nhé và trong ngày này với bạn tứ ngọ đối với những người đang còn trẻ tuổi có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ hoặc là anh em họ hàng của mình vì những suy nghĩ khác biệt nhau và khác biệt trong tư duy của mọi thế hệ cũng khó có thể dung hoàn được với nhau nhưng dù sao đi chăng nữa với bà tử ngoại cũng nên thử lắng nghe và tôn trọng ý kiến của những người đi trước cái đã nhé trên phương diện sự nghiệp của bạn tứ ngọa trong ngày thứ ba này thương quan giáng họa làm cho bạn có bản tính bướng bỉnh cho nên dễ mau thuận với cấp trên đồng nghiệp trong ngày hôm nay và bạn tứ ngọa cần phải khiêm tốn hơn trong quá trình làm việc bởi ai cũng có những điểm xứng đáng để cho bạn cần phải học hỏi nhé về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên dồn hết trách nhiệm chăm lo nhà cửa cho nửa kia tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên chú ý lắng nghe lời dạy bảo của những người đi trước từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ dạy nảy sinh mau thuận với cấp trên đồng nghiệp từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên nóng nảy chú ý học hỏi người khác và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 29, số 54, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu vàng cam, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi, thứ ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có chính tài giúp sức cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi mùi với bản tính cần cù, chăm chỉ của mình, ắt sẽ đạt được cái đích mà mình đã đặt ra. Và bạn tuổi mùi, bạn nhận được sự đánh giá cao của mọi người, đồng thời được hưởng thành quả lao động xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra nữa nhé. Và với bạn tuổi mùi trong ngày này, nếu như muốn tiến xa hơn nữa trong tương lai sự nghiệp của mình, bạn cũng cần phải học cách xác định được mục tiêu của mình sao cho, có tham vọng hơn, đừng có đánh giá thấp bản thân mình và lập cho mình cái đích quá dễ dàng, tài năng của bạn vẫn chưa được phát huy hết đâu. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi mùi, lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang rất tốt đẹp. Bạn mệnh và người bạn đời của mình luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Và để có thể được như vậy là nhờ một phần trước nay hai người luôn tâm sự, trao đổi ý kiến với nhau mọi chuyện trong gia đình nữa nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim chăm chỉ cần cù luôn cố gắng phấn đấu trong công việc tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy cố gắng khẳng định được giá trị của bản thân tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ lập ra những kế hoạch có tham vọng hơn cho bản thân mình và tập thể tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc vợ chồng có được sự tháo hiểu luôn trao đổi mọi việc với nhau Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 58, số 72, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọa. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày không được yên bình cho lắm. Với bạn tuổi thân đó, cần phải chuẩn bị về tinh thần để đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay và bạn chớ có lơ là trong công việc của mình dù đó là việc bạn đã rất quyên thuộc đi chăng nữa nhé và khi đối diện với sự kích bác của người ngoài, bạn tuổi thân cũng trở nên nóng nảy, kích động bởi như vậy thì càng dễ phạm phải sai lầm. Nếu như mình không làm gì sai thì không việc gì phải nóng giận, bạn hãy để thực tế chứng minh nhé và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng cái điều này làm cho bạn cần phải chú ý giữ gìn về sức khỏe đặc biệt là các bệnh liên quan tới xương cốt đối với những người lớn tuổi thì cần phải chú ý vận động vừa phải trong khi đó những người trẻ tuổi làm ở văn phòng thì cũng không nên ngồi một chỗ quá lâu mà cần phải đứng lên đi lại thường xuyên hơn để giúp cho cơ thể của mình được thư giãn thoải mái hơn nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy dễ vướng phải tranh chấp thị phi với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa không nên lơ là ngay cả trong những công việc quyên thuộc tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tránh đổ thêm dầu vào lửa để mâu thuẫn đi quá xa tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chú ý các bệnh liên quan tới xương khớp về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 49, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu, thứ ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu trải qua một ngày công việc của bạn tiến triển vô cùng là thuận lợi nhờ có được sự chia chở của tam hội phù trợ với bạn tuổi Dậu sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh đồng thời cũng chẳng ngại thử thách bản thân mình trong những lĩnh vực mới mẻ nhờ thế mà bạn tiến bộ một cách nhanh chóng nữa may mắn hơn nữa là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu bạn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và đối phương có thể truyền dạy cho bạn với những kinh nghiệm quý báu giúp ích cho công việc của bạn về sau này vì vậy với bạn tuổi dậu hãy tận dụng cơ hội này để nhờ người ấy giải đáp cho những điều mình còn chưa hiểu rõ nhé và ngày này với bạn tuổi dậu nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn và nhiều thuận lợi trong công việc. Xét về phương diện tài lộc của bạn tuổi giàu trong ngày này, đối với những bạn kinh doanh, buôn bán thì có thu hoạch nhất định, tiền bạc có thu nhưng cũng có chi và có tổn thất. Trong ngày hôm nay, bạn nên tránh cho vay mượn về tiền bạc, càng không nên tham gia những dự án đầu tư mạo hiểm kéo lại bị lừa gạt về tiền bạc nhé. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, công việc tiến triển thuận lợi, từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, không ngần ngại đối diện với thử thách, từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân, từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, học hỏi kinh nghiệm từ người khác, từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, hoàn thành tốt công việc được giao. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 96, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Tuất. Từ vi tuổi Tuất, thứ ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, làm cho bạn đang có được nhiều dấu hiệu may mắn trên phương diện tài lộc ngày hôm nay. Với bạn tuổi tốt sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ vào sự chăm chỉ làm thêm trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Và trong ngày này nếu như bạn là người kinh doanh, buôn bán cũng sẽ có được một ngày phát tài, phát lộc nhé. Và trong ngày này một số người còn có được cát tinh trợ mệnh, vận khí tốt cho nên có thể sẽ phát tài một cách bất ngờ nếu như tham gia các trò chơi độ điên như là trúng số, trúng thưởng nữa. Tuy nhiên với bạn tuổi Tuất không nên sống phụ thuộc quá nhiều vào số tiền này mà bạn hãy biết làm giàu một cách chân chính dựa trên chính sức lao động của bản thân mình. Có như vậy thì mới được bền lâu bạn tuổi Tuất nhé. Bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này cho thấy với bạn cũng đang rất vượng vận về đào hoa. Nếu như bạn đang còn độc thân và có đối tượng muốn làm quyền thì hãy cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu nhau. Và chắc chắn bạn cũng mong muốn tìm được người cùng chia sẻ những niềm vui, nội buồn với mình từ rất lâu rồi đúng không bạn từ tốt? Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa người làm nghề tay trái nhận được tiền công xứng đáng từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ hãy có cách chi tiêu tiền bạc sao cho hợp lý từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc có cơ hội phát tài nhờ vào sự may rủi từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nhận được sự yêu mến của nhiều người từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có cơ hội tiếp xúc với nhiều người về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 55, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này khiến cho bà tuổi hợi rất có thể sẽ vướng phải nhiều chuyện phức tạp rắc rối khô có thể giải quyết được ngay lập tức trong ngày hôm nay và tiểu nhân có thể xuất hiện niếm đá giấu tay tuy nhiên với bà tuổi hợi càng nóng nảy mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân và trong công việc của bạn tuổi hợi trong ngày này tâm tính rất dễ bị kích động và sẽ dẫn đến bạn đưa ra những quyết định sai lầm và trước khi bắt tay vào một công việc gì đó nếu như bạn còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý của mình mà nên thử thảo luận tham khảo trao đổi với những người có nhiều kinh nghiệm trước cái đã nhá ngày này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại có phần được tốt đẹp hơn khi nửa kia chính là chỗ dựa về tinh thần rất vững vàng cho bạn nếu như có điều gì khiến cho bạn khó xử lý hãy trò chuyện với người ấy chứ không nên giấu ở trong lòng biết đâu nếu hai người cùng suy nghĩ thì sẽ tìm ra được giải pháp thích hợp cho bạn thì sao về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa vướng phải nhiều chuyện phức tạp rắc rối tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ tiểu nhân mang lại nhiều thị phi tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc không nên nóng nảy mất bình tĩnh đưa ra những quyết định sai lầm tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nửa kia là hậu phương vững chắc của bạn và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 58, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xíu, tuổi mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.